Đây cả nhà nhá, đây cái bảng hiệu của quán bún mọc của anh Thắng nhá. Đây quán có địa chỉ là 108/1 Tây Lân, Bà Điểm, Hóc Môn nha cả nhà. Cả nhà xem video á thì có thể tới đây để thưởng thức cái tô bún giò đặc biệt của quán anh Thắng nha. Sáng giờ hai anh chị bán rất là bận nha. Lát nữa mình sẽ xin anh mình vô mình thử cái công đoạn mà làm một cái tô bún làm cho mình thôi chứ không phải làm cho khách, làm cho mình ăn thử thôi nha. Xuân Bắc và Lan Thăng xin được chào tất cả các cô chú, các anh, các chị và các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của kênh Nhịp Sống Ba Miền. Thì đã 2 tuần rồi cả nhà, 2 tuần rồi hai anh em Xuân Bắc và Lan Thăng không ra được video để mà gửi tới tất cả các cô chú và các anh, các chị. Thì do cái trong quá trình đi quay phim á, mình bị va quạt xe cho nên là cái mặt của mình giờ nó cũng chưa được lành lắm. Hôm nay hai anh em mình đang có mặt ở đường Phan Minh Hớn đối diện với Bách Hóa Xanh. Thì hôm nay mình sẽ vào đây mình ăn thử cái món bún mọc giò heo. Bún mọc giò heo rất là nổi tiếng ở huyện Hóc Môn nha cả nhà. Thì hy vọng là cái video này á, cả nhà xem á, cái hình ảnh của Xuân Bắc trên video nó không được chỉnh chu lắm. Mọi người xem hy vọng là vẫn thích và vẫn ủng hộ cho kênh Nhịp Sống Ba Miền cũng như Xuân Bắc và La Thăng nha. Thì cái trục đường mà để cả nhà đi vào cái quán bún mọc của anh Thắng á, quán bún mọc A9 á, là bên từ cầu Thăm Lương đi vào thì tới ngay ngã tư Bà Điểm nha cả nhà. Hướng về ngã Ba Dòng thì hiện tại chạy tới đây là cái Bách Hóa Xanh. Thì ngay giáp Bách Hóa Xanh thì sẽ là cái quán của anh Thắng, quán A9 bún mọc giò heo. Thì đây cái không gian quán, mời cả nhà theo chân Xuân Mắc và Lan Thăng vào để ăn sáng nha. Đó, đây đó, quay xe hơi xuống đây, khách xe hơi xuống ăn sáng luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, đó khách đi xe hơi vào ăn sáng luôn nha, sáng giờ rất đông rồi. Mời cả nhà vô trong quán để mình xem trong quán bán những cái món gì và thưởng thức cái món bún mọc ở đây xem là nó ngon như thế nào mà thu hút được cái khách đông như vậy cả nhà nhá. Rồi mời cả nhà đi. Đó, bên này thì bên này mình thấy đây có bún nha mọi người. Ở đây thì bán một loại bún thôi, bún sợi nhỏ này. Một loại bún sợi nhỏ này thôi nha. Đó, quán bây giờ mua về rất đông luôn. Đây cái nồi nước này, nồi nước trụng nước sôi, nước trụng bún. Bên kia nồi nước lèo kìa, quay nồi nước lèo. Ở đây nồi nước lèo nha cả nhà. Để lát nữa anh rảnh rồi mình sẽ phỏng vấn anh cái nồi nước lèo này trong này gồm những cái gì nha. Đây có một xô mọc nha. Đó. Đây hành, rau, các loại rau luôn, rau trong này là rau rau rừng nè, có cả rau rừng nữa nè, giá nè, rau muống, rau này rau gì ta, rau rừng thôi, mình đâu biết rau gì đâu. Này là bạc hà nè, rất là nhiều rau sống nha, nè chuối thôi. Đây nè, quay cái phần đang làm mang về, khách mang về nè. À, trong này có một nồi xương hầm nha. Cái này giò nè, giò xương hầm nha. Đó. Còn cái nồi bên kia nữa. Quán mình bán được bao lâu rồi anh?
Quán anh bán được tới nay là 7-8 năm rồi nha cả nhà. Bán quán bây giờ rất là đông, bán tầm khoảng tới 9 giờ là hết khách rồi. Đó, quán đàn anh rất là đông nha. Cứ thì ăn sáng thì mọi người cứ người ra vô tấp nập mà. Ra vô tấp nập mà lượng khách thì lúc nào cũng cỡ 15-20 người ở trong quán cả nhà. Đó. Quán này dù quán để tấp nập luôn. Sáng giờ thấy anh chị chạy tấp nập luôn các bác. Chạy mà chạy lượng khách vào quá trời vào luôn. Đấy. Anh thì làm liên tục luôn. Chị thì cứ chạy liên tục luôn. Ông quán bún giò heo ở đây ăn rất là ngon nha các bác. Đây, anh nãy em mình nó vừa ăn thử một tô trước rồi. Thì bây giờ cho anh em mình nói cái cảm nhận khi mà ăn một tô bún như thế nào. Bún ở đây ăn cái nói chung là bún ở đâu thì cũng giống nhau, nhưng mà quan trọng là cái vị nước lèo các bác. Cái nước lèo ở đây rất là đặc biệt, mình ăn thì mình nhớ mãi không bao giờ quên. Là cái hương vị đặc trưng thơm thịt rồi chân giò thì là mình thấy ăn cảm giác là cái khúc chân giò nó dài cỡ này. Giò nạc có mà giò gân có, mọc có. Nói chung là khách mình thích ăn cái gì là thì theo yêu cầu là mình kêu cái đấy. Đó. Giờ đang là anh chị đang làm quay cảnh anh chị đang làm cái. Giờ thằng em mình nó phục vụ mình nhá. Rồi bây giờ phục vụ. Ờ để đấy được rồi, để đấy được rồi. Đó, cái tô bún của mình nha cả nhà ơi. Nhìn mày thôi chứ ăn rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà xem video á thì có thể tới đây để thưởng thức cái tô bún giò đặc biệt của quán anh Thắng nha. Làm rồi bây giờ mình ăn nha. Ấm chưa? Giờ mình ăn nha cả nhà ơi. Đây. Tô bún giò của mình nha. Để mình làm chén nước chấm đó. Chị ơi, cho em dĩa rau. Nành miếng chanh đó. Từ từ nha, chờ lấy cái giấy thôi. Quay cận cảnh luôn. Cả nhà bây giờ mình ăn thưởng thức tô bún của mình nha. Nãy giờ chạy vòng quay đói bụng rồi cả nhà ơi. Thì thằng em mình ăn trước rồi, bây giờ nó quay phim thôi, tới lượt mình ăn nè. Thì đây cái tô bún giò xương của mình nha. Đây cả nhà xem nè. Đó, tô bún giò xương của mình. Trong này có chả. Chả này chả gì, gọi chả gì quên rồi. Chả lá, chả cây. À chả cây nha, chả cây chả lá nha. Một miếng chả nè. Nhà làm luôn. Nhà làm luôn nha. Đó. Đây một miếng chả nữa nè. Chả quế. Chả quế. Rồi mọc nè. Đó mọi người thấy cục mọc to chưa? Cục mọc to bằng cái muỗng luôn nè, thấy chưa? Đó. Mọc này nhà tự làm luôn nha. Xay làm luôn đó cả nhà. Đó, rồi cục giò xương của mình nè. Đó cả nhà xem nè.
xương to quá trời to luôn. Có ăn xương còn có giò gân. Thì ở đây thì giò xương, giò gân, giò móng đều có cả nha cả nhà. Cả nhà ăn cái gì kêu cái đó. Mình thì mình thích ăn giò xương. Đó. Rồi. Đây mình có làm chén nước chấm mắm. Thì chấm với mắm ớt là ăn là ngon rồi. Đây dĩa rau của mình nha. Thì một tô bún sẽ được một phần rau như vậy. Đó, trong này gồm giá này. Như nãy mình lúc đầu mình giới thiệu rồi đấy, giá rau sống, rau xà lách, rau chuối. Rồi rau muống. Rồi các loại rau rừng nữa, mình rau rừng thì mình không rành lắm. Các loại rau rừng mình chỉ biết một số lá thôi, như lá này là giống cái lá bạc hà này mọi người. Đó, ăn cái cây cái vị nó giống bạc hà. Còn cái tên chính xác thì mình không có biết được cái tên. Rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái tô bún sáng nay của mình nha. Thì mời cả nhà nhá. Đầu tiên thì mình sẽ ăn thử cục mọc trước. Đó, mình sẽ ăn thử cục mọc trước nè. Đó, ăn thì mình chấm vô một miếng ớt nữa cho nó thanh đạm. Nào, mời cả nhà nhá. Mọc ở đây dai giòn lắm. Mọc mọc ở đây sao? Mọc ăn nó dai mà thịt nó ngọt. Ăn rất là ngon. Cục mọc nào cũng lấy nó to như cái muỗng ấy cả nhà. Ồ, bán có buổi sáng bao giờ hết luôn rồi. Hết rồi, thì bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ tầm khoảng 8:30. 8:30 là bán xong rồi. 8:30 là bán xong rồi nha cả nhà. Thôi bây giờ mình cho rau vô nè. Cho ít rau vô. Đó, quay gần cảnh nè. Rau ở đây thì đã nhặt sẵn hết rồi. Nhặt sẵn rau hết rồi, mọi người ăn thì cả nhà ăn thì bỏ vô thôi. Không cần phải nhặt nha. Đó, ăn bao nhiêu thì cứ bỏ rau vô bấy nhiêu thôi. Cái miếng chả thì mình ăn á, nó không có bị bở, nó không có bị kiểu giống như là cái kiểu thịt để lâu ngày á. Thịt đây làm ăn rất là ngon. Ngọt nữa. Rồi giờ thử miếng bún, à thử cái nước lèo. Dạ không muốn. Nước này theo như anh Thắng chia sẻ là cái nước này được nấu từ xương ống nha. Được hầm từ xương ống. Xương ống nguyên chất luôn á, cho nên ăn rất là ngọt. Nước lèo rất là ngon luôn. Nó rất là vừa ăn. Không mặn mà cũng không nhạt. Vừa. Nhưng mà thường là cái nước lèo ở đây có vị gì đặc trưng á. Nó khác với cái nước lèo mà mình ăn. Cái nước ở những chỗ khác á, thì nhiều quán thì người ta hầm không có được 100% từ xương ống á, cho nên là ăn nó không có được cái vị ngọt chuẩn và nó không có được thanh. Còn cái nước bún mọc của anh Thắng là hầm 100% từ xương ống cho nên là ăn nó rất là ngọt, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng bún nha. Cái sợi bún nó rất là tươi. Ăn rất là ngon. Bún tươi cả nhà. Sợi bún nó trắng nè. Tươi. Đó. Khổ quá. Có miếng rau nữa cả nhà ơi. Chị ơi, chị có trà đá không? Cho em ly trà đá.
Rồi bây giờ thử tới cái phần đặc biệt cả nhà, cục xương, xương ống của mình nha, giò xương này, to quá mình xin phép mình cầm luôn nha, cắp không nổi. À, đó mọi người thấy đã chưa? Chấm nè. Wow. Dạ cảm ơn chị. Cho em hai ly trà đá. Rồi, mời cả nhà nhá. Thì tấm mềm quá. Cục giò á, ăn nó rất là mềm, rất là ngon, nó không bị khô. Thường á, nếu quán khác á, giò á người ta để trên tủ trên kệ á, gió rồi nhiều khi bán lâu á, nó khô, nó bị khô cái miếng giò, miếng thịt đi. Còn quán của anh là để nguyên trong nồi, nó làm tới đâu lấy trong nồi ra đó, đằng sôi đằng nóng luôn. Ngon. Đến đây nha. Nè, cả nhà ơi, úi trời ơi, nè, ngon quá. Một phần ánh sáng như vậy á, đủ cho cả nhà nạp năng lượng, đủ một cho cả nhà nạp năng lượng và một hoạt động trong một buổi sáng, rất là đủ chất. Tới trưa ăn, tới trưa một tô bún như vậy mình ăn tới trưa thì bắt đầu mình ăn trưa là vừa, rất là ngon. Ơi bây giờ thử miếng chả cây nha mọi người, chả lá đó, chả cây thì hay còn gọi là chả lá nha. Đó nè miếng chả mọi người, vị rất là ngon nha, mình ăn thử coi. Mềm dẻo, mềm dẻo, nó có cái hương vị của lá chuối, ngon. Rồi đây giới thiệu với cả nhà, đây là anh Thắng nha, chủ quán bún mọc A9 trên đường Phan Minh Hớn. Thì bây giờ mình đang trong cái quầy của anh đây, mình sẽ phỏng vấn anh một xíu. Thì anh có thể giới thiệu với khán giả kênh của em á, là quán của mình anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ là hết không? Rồi. Quán anh đây là bán từ 6 giờ là bắt đầu bán. Dạ, 6 giờ bắt đầu bán. Sáng giờ tầm khoảng chắc 10 giờ 11 giờ là bắt đầu. Dạ. Là bán tới tầm khoảng 9 10 giờ 11 giờ là bắt đầu hết khách nha cả nhà. Thì anh giới thiệu về mấy cái nguyên liệu á, nhà mình làm rồi đây là xương của anh Hàm. Dạ, anh Hàm nó cho nó đỏ màu hồng. Dạ. Tạo cho nó màu hồng tự nhiên của nó. Dạ. Đây đây. Cái màu hồng của nó là tự nhiên. Dạ. Người không biết thấy màu hồng là sợ. Dạ sợ đúng rồi. À sợ sống chứ còn màu hồng tự nhiên đây là chín hết rồi nha cả nhà. Chín rục quá. Đó. Quán của anh đặc biệt là xương giò là để ở trong nồi chứ không có trưng lên ở trên tủ nha. Trưng lên trên tủ nó sẽ bị khô. Anh nhiều khi nó sẽ bị khô. Đó, còn đây mọc giò chả là nhà anh làm hết nha. Thì sáng giờ hai anh em mình ăn sáng xong rồi nhưng mà không có kịp quay phỏng vấn anh tại giờ sáng giờ khách rất là đông. Để mọi người quay thấy mình đang quay video rồi mọi người cười quá trời. Thì các bác và các bạn mọi người á thì coi video, nếu mà thấy xem được video thấy quán của anh, nếu mà có dịp đi ngang qua đây thì có thể ghé ủng hộ quán của anh và thưởng thức cái tô giò heo bán tới này là 9 10 năm rồi nha cả nhà. À, một ngày mình bán về là khoảng bao nhiêu tô anh? Một ngày anh cũng không biết lượng rồi. Nó làm nào. Đông quá anh không có ước lượng được cái ngày khoảng bao nhiêu tô, nhưng mà mình chắc là ngoài khoảng 100-200 tô là bình thường á. Tại vì rất là đông. Anh có coi thường xuyên anh coi YouTube không? Cũng có em. À dạ anh vô YouTube á thì ngày mai em sẽ đăng cái video quán của anh lên. À, chiều mai là em sẽ đăng lên thì anh vô anh coi thì có gì anh ủng hộ em nha. Thì vô coi thì nếu mà ấy thì đăng ký cái kênh của em á, lúc nào em ra video thì coi ủng hộ em nha. Thì hy vọng là cái kênh của em, cái video của anh sẽ được nhiều người xem và nhiều người biết tới quán của mình là tới ủng hộ anh nha. Rồi em cảm ơn anh Thắng nhiều ạ. Kênh mình tên gì em? Kênh của em thì tên Nhịp Sống Ba Miền. Rồi. Anh cứ vào YouTube anh đánh vào Nhịp Sống Ba Miền là sẽ thấy cái kênh của em. Rồi. Rồi. Thấy cái video của anh luôn. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ em xin phép nha, em chào anh Thắng nha. Rồi, tụi em đi. Dạ. 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 Dạ.